Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và nếu như mà anh em nào là một trong những người chơi Soul Rank hoặc đã theo dõi channel của Mỡ từ lâu ý, thì anh em đều biết đến một cái website cho phép anh em tra cứu những cái thông tin của những cái vị tướng có tầm ảnh hưởng ở trong Mobile Legends ở cái khoảng gọi là Soul Rank và leo rank đơn một mình. Đó chính là của website Expect Wingman. Cái website này sẽ chia các thứ hạng của các vị tướng ra khoảng đôi 4, đó là 6 cấp độ, từ cấp độ C đến cấp độ S cộng. Với cấp độ S cộng là những cái vị tướng có tầm ảnh hưởng mạnh nhất với tỷ lệ thắng cao nhất khi mà solo rank. Và vào thời điểm hiện tại, theo những thông tin mà bọn có được, tức là cách đây khoảng 3 đến 4 hôm, vào ngày 30 tháng 11 thì cái trang Expert Wingman họ đã một lần nữa cập nhật lại cái ngưỡng sức mạnh của những cái vị tướng trong Mobile Legends. Và chúng ta đang chứng kiến được rằng một loạt những cái vị tướng đang được thay đổi cái ngưỡng sức mạnh của mình. Nó làm cho cái bảng xếp hạng này nó trở nên thay đổi rất là nhiều, và chúng ta thấy được một số cái tên bỗng dưng lên voi và một số cái tên tự dừng lại sủng chó anh em ạ. Và ở trong cái video clip này ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm trong số tất cả những cái tên được lên voi sủng chó đó, 5 cái tên nổi bật nhất để cùng đem lên bàn mổ và phân tích xem vì sao ngưỡng sức mạnh của chúng lại tụt xuống thê thảm đến như vậy, hoặc là vì sao có một số vị tướng lại thăng hoa, lại lên đồng đến như vậy. Và hãy cùng bắt đầu cái video clip này của Mỡ ngay đây nha. Let's get it. Ok, cái vị tướng đầu tiên ở trong cái danh sách này thực sự phải nói là đáng buồn và cũng hơi thất vọng. Đó chính là cái vị tướng Hayabusa, một trong những cái chất tướng sát thủ mạnh nhất nhì trong Mobile Legends. Ngày nào giờ đã tụt không phanh xuống chỉ còn tầm ảnh hưởng, đó là hạng B. Tức là theo như đánh giá của trang Expect Wingman, hạng B tức là ám chỉ những cái vị tướng có tầm ảnh hưởng ở dưới mức trung bình. Cái sức mạnh của chúng ở trong trận đấu thường là thấp hơn so với những cái chất tướng khác, nhưng bằng một cái góc độ nào đó, những cái vị tướng này vẫn có thể gọi là chơi được tròn vai trong một số cái đội hình cụ thể. Đó chính là cái đánh giá của cái vị tướng Hayabusa ở cái cấp rank B. Hayabusa trước đây thì đang ở cấp rank A, tức là chỉ đánh tròn vai thôi, nhưng bị giáng xuống cấp B rồi. Và có lẽ rằng Mỡ nghĩ cái việc Hayabusa bị giáng từ cấp A xuống cấp B nó là một cái điều gì nó không hợp lý lắm. Bởi vì Hayabusa ở thời điểm hiện tại vẫn có thể đi rừng lấy hai bùa, đạt tới cái level 4 sớm, có chiêu cuối bí kíp ảnh trảm và hoàn toàn có thể gọi là đi gánh ba lèn và thống trị trận đấu ở khoảng giai đoạn đầu và giữa game. Cho dù rằng là cuối game Hayabusa hơi đuối một chút xíu, nhưng bởi vì là cái chất tướng gây sát thương vật lý, cho nên tầm ảnh hưởng của Hayabusa cá nhân Mỡ rằng vẫn là ưu việt hơn so với Karina này, rồi thì so với Fanny hay thậm chí là Hanzo rất là nhiều. Mỡ nghĩ rằng cái ngưỡng sức mạnh ở thời điểm hiện tại Hayabusa sẽ xứng đáng ở cái tầm rank đó là A cộng hơn anh em ạ. Và nếu như anh em không tin, sau cái video clip này thì có thể rằng là ngày mai, ngày kia Mỡ sẽ làm cho anh em một cái gameplay về cái vị tướng Hayabusa chơi rất đơn giản thôi, ở cái tầm rank thần thoại hoặc là vinh quang thần thoại cực kỳ dễ dàng. Bởi vì cái chất tướng Hayabusa này nó không tệ như anh em nghĩ đâu anh em ạ. Với 3 kỹ năng được giữ nguyên, không được chỉnh sửa quá nhiều đến từ Moontoon, có lẽ rằng mặc dù cho cái ngưỡng sức mạnh của Hayabusa là không bị đụng tới, nhưng nhiều người chơi ở thời điểm hiện tại đang ưa dùng những cái vị tướng khác dễ chơi hơn, ít thao tác hơn. Cho nên với một cái chất tướng Hayabusa nhiều thao tác, nhiều nút là như vậy mà không có gì nổi bật ý, thì họ ít chơi hơn, do đó cái tỷ lệ thắng cũng sẽ ít đi. Và Hayabusa đang từ rank A tụt xuống rank B, đó là cũng điều dễ hiểu anh em ạ. Một cái sự bất ngờ cực kỳ khó tin nữa ở đây, đó chính là Utora, một cái chất tướng pháp sư đang từ hạng A với cái tầm ảnh hưởng bình bình ở trong game. Thì Utora ở thời điểm hiện tại đang đứng ngang hàng với đó là Kagura, đó là Zaz, thì mà đó là hàng Nga, cùng với đó là cái vị tướng Esmeralda. Nếu như mà chúng ta cùng nhìn sâu vào Utora thì chúng ta có thể thấy được rằng là kể từ cái dự án Nex ý, thì cái vị tướng pháp sư giật sách này luôn được Moontoon khá là cưng chiều khi liên tục có những cái động thái tăng sức mạnh nhẹ nhẹ dành cho cái vị tướng pháp sư này. Và mặc dù ở Utora ở thời điểm hiện tại không có cho mình đó là cái sự cơ động ở trong cái khoản độ di chuyển các thứ các kiểu, và Utora cực kỳ phụ thuộc vào các hỗ trợ tốc biến hoặc tốc hành hoặc thanh tẩy, những cái vị tướng này có được một cái lượng sát thương cực kỳ kinh khủng đến từ cái bộ kỹ năng và cái nội tại điện dẫn của cái cô nàng điện giật này. Chỉ cần Utora tung ra cho mình một cái pha gọi là làm choáng sau đó đầu game, và sau đó giật nhẹ chiêu 1, thì sát thương đến từ chiêu 1 có thể hiểu đơn giản là gấp đôi đi, bởi vì nó nảy hai lần đam anh em. Và nếu như mà Utora gọi là có thể dùng chiêu 1 được trước và dùng chiêu thứ 2 ấy,
thì Ultra có thể làm choáng lan. Chính bởi cái tầm gọi là ảnh hưởng tăng nhẹ nhẹ như thế này nên Ultra khá mạnh ngay từ level 2, và cô nàng có thể tham gia giao tranh tốt ở giai đoạn đầu game. Chỉ cần là cái vị tướng này giữ vị trí thật sự là ổn một xíu mà thôi. Nhưng cá nhân mỡ vẫn thấy thực sự rất bất ngờ khi Ultra đang từ là pháp sư hạng A vượt qua đó là Lunax, qua đó là Harris và thậm chí qua đó là Sicilian, một mạch nhảy lên ngang hàng với Jazz ở cấp độ F anh em ạ. Không biết anh em nghĩ như thế nào về cái trường hợp này, không biết rằng là Ultra có gọi là có một cái động thái gì đó chơi nó không sạch so với những vị tướng khác, hoặc là liên hệ với cả cái chủ website Expecting Man này biết lo cho mình ít để lên cấp S không, thì cái này chắc cũng phải chờ anh em đánh giá anh em ạ. Ok, chúng ta có một cái vị tướng thứ ba cần phải quan tâm đến ở trong danh sách này. Đó không còn là ở bên bảng pháp sư nữa, mà quay trở lại về bên bảng xạ thủ. Với cái màn thể hiện của One One đang từ A cộng lên S anh em ạ. One One ở thời điểm hiện tại chỉ đứng dưới một người là Brody mà thôi, nhưng cô ta đứng ngang hàng với Yi Sang Xin và Popon và đứng trên vạn xạ thủ, đó là thậm chí là Mia ở cái phiên bản trước của cái trang web này theo đánh giá ấy, là ở cấp độ S, nhưng ở thời điểm hiện tại đã bị tụt xuống cấp A cộng rồi. Và One One còn đứng trên cả đó là Bruno, Leila, thậm chí là Carrier và Claude vừa được bắp lại cơ. Thì theo những thông tin mà nhận được thì Claude mặc dù vừa được bắp lại nhưng có lẽ rằng là chưa cập nhật ngay đâu. Còn One One vừa mới bị giảm đi 10% cái sát thương cộng thêm đến từ cái chiêu cuối Khuynh Thành Tiễn Vũ, nhưng cô ta cũng đã kịp thời lên được cái cấp độ F, tức là một trong những cái chất tướng xạ thủ có tầm ảnh hưởng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại trong cái quá trình show rank ở ba cái cấp rank cao, đó là Sử Thi, Thần Thoại cũng như là Huyền Thoại. Sử Thi, Huyền Thoại và Thần Thoại anh em ạ. Và với cái việc One One có mặt ở S này, nghiễm nhiên mỡ đang hiểu được rằng ở thời điểm hiện tại đang có rất nhiều người chơi quan tâm và sử dụng cái cô nàng One One này. Có lẽ rằng là đến từ cái việc họ nhận thức ra được rằng nếu như mà One One kích hoạt được cái chiêu cuối Khuynh Thành Tiễn Vũ ý, thì cái ngưỡng sức mạnh của cái vị tướng này là không đùa được đâu. Nhưng ở One One nó có một cái nhược điểm, đó là bởi vì One One là một cái chất tướng đam khá yếu và khá là tù, không thực sự quá cơ động, mặc dù cái nội tại của One One, cái hổ bộ chảo ý, nó nhảy liên tục đó, nhưng One One là một cái chất tướng rất cần đồ và cần tốc đánh. Cho nên nếu như mà muốn One One mạnh lên thì chỉ có một cách duy nhất, đó là giúp cái vị tướng này xanh thật xanh ở giai đoạn đầu game bằng cách hạ gục được kẻ địch, hoặc là One One nên được đi rừng để mà dùng tài nguyên. Và nếu như mà cái con One One nó vượt qua được cái ngưỡng giai đoạn đầu game là cực thọt đi, có được cho mình hai đồ đi, thì One One vẫn là một trong những cái chất tướng xạ thủ mạnh, rất dễ chơi. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mỡ ấy, One One chỉ nên được đánh giá là cấp độ A cộng mà thôi. Biết rằng anh em có cái suy nghĩ như thế nào. Chúng ta có một cái vị tướng thứ tư ở đây, mặc dù không được quá nổi bật nhưng Ultra như cái vị tướng này cũng đã tạo ra cho mình một cái cú nhảy hai bậc từ cấp C lên cấp A, đó chính là pháp sư Aurora, một cái chất tướng với cái lối chơi cũng khá là hao hào giống với Ultra anh em ạ. Với cái bộ combo cũng có hiệu khống chế này, rồi thì cũng có cái chiêu cuối cực kỳ mạnh và sốc đam cực ổn, đó chính là cái cô nàng pháp sư băng đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại mỡ nghĩ rằng lên được hạng A được đánh giá là một cái cấp bậc tròn vai, bởi vì theo những thông tin anh em biết được hạng A là hạng gì không ạ? Hạng A là hạng dành cho những cái vị tướng có tầm ảnh hưởng là tròn vai, không quá yếu, không quá mạnh đó, và nó chỉ ở mức bình bình ở trong trận đấu thôi. Cái nhược điểm của cái cô nàng Aurora khi mà phải tích lũy cái nội tại để mà có thể đóng băng tung ra hiệu khống chế. Còn đối với Ultra ấy thì cái vị tướng này không cần phải tích lũy gì cả, do đó cái việc Ultra có cái mức rank cao hơn Aurora thì mỡ nghĩ rằng nó cũng là ổn. Nhưng mà có một cái thực sự bất ngờ là ủa, cho dù có tăng sức mạnh của Ultra đến như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là chất tướng hỗ trợ mà, chẳng lẽ rằng cái tầm ảnh hưởng và sát thương dồn vào của Ultra nó lại nhiều đến như vậy. Thì rất muốn anh em gọi là sau khi xem cái video clip này để lại comment ở bên dưới cho mọi người biết về hai cái vị tướng Aurora cũng như là Ultra nha. Và một cái vị tướng cuối cùng ở trong cái danh sách này mọi người muốn chia sẻ với anh em, cái cô nàng này chắc chắn là đút lót khá là nhiệt tình để và có được cái mức rank ở thời điểm hiện tại rồi. Bởi vì cá nhân mỡ cho rằng là không, thật ra là mỡ hơi sai. Bởi vì đúng thật là ở thời điểm hiện tại mỡ đang được thấy Hanabi sử dụng rất nhiều trong những cái trận đấu tầm rank thần thoại, cũng như là thậm chí là huyền thoại cũng đang được sử dụng rất nhiều, mà mỡ không hiểu lý do vì sao.
Hanabi ở trong cái bản cập nhật vừa xong ở cái website Expect Wingman đã được thăng lên một cấp từ A lên thành A cộng, vượt mặt Carrier, vượt mặt Claude và đang đứng ngang hàng với cả Mia, Bruno và Leila anh em ạ. Nếu như anh em nào đặt ra câu hỏi vì sao thì Mẫn cũng sẽ hỏi ngược lại với anh em câu trả lời là vì sao? Bởi vì là cái con Hanabi này theo như thông tin Mẫn nhận được ở trong cái bản cập nhật gần đây nhất ý, là cái vị tướng này gần như là chẳng thay đổi gì cả. Với cái bộ kỹ năng, chiêu thứ nhất vẫn là gây sát thương lan với cái lượng đam chẳng hề lớn một chút xíu nào cả. Chiêu thứ hai là gây sát thương theo đường thẳng và là cái kỹ năng gây đam chính của Hanabi, rồi thì hút mana của kẻ địch. Và chiêu cuối sẽ là một cái hoa bỉ ngạn tầm rất rộng nhưng cực kỳ là khó dồn sát thương, bởi vì là chúng ta sẽ phải căn ke góc để mà né. Đó, ngoài ra thì Hanabi chẳng có bất kỳ một cái kỹ năng nào có thể bảo vệ bản thân mình cả, ngoại trừ việc cô ta sẽ phải cố gắng farm mạnh ở giai đoạn đầu game, tạo ra cho mình cái lượng giáp ảo lớn để mà có thể né đi những cái hiệu ứng khống chế đến từ kẻ địch. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng bằng một cách nào đó, Hanabi vẫn vượt qua Moskov, vượt qua Leslie, vượt qua các thứ các kiểu thể loại xạ thủ và đang chiếm trệ đứng ở nửa trên của bảng xếp hạng. Khi mà đứng ngang hàng với một lần nữa, mọi xin được nhắc lại là chỉ đứng dưới Yisun Shin, Wang Wang và Popol Kupa Prodi thôi. Còn đứng ngang hàng với Mia, Bruno và Leila anh em ạ. Mẫn nghĩ rằng có lẽ là đến từ cái việc ở thời điểm hiện tại đang là giai đoạn cuối mùa giải rồi. Cái việc mà nhiều người chơi thăng cấp lên cái rank thần thoại bây giờ nó đang quá là easy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là như thế nào nhỉ? Những cái trận đấu ở thời điểm hiện tại của Mobile Legends là thường là kéo về lết khá mạnh. Cho nên khi mà với một cái con Hanabi về lết và có đủ đồ ấy, thì cái tầm ảnh hưởng của Hanabi khi mà nó chơi ấy, nó sẽ dễ chơi hơn rất nhiều, bởi vì cái tầm bắn của Hanabi khá là xa. Hanabi sẽ có một cái lượng giáp ảo để tránh đi những cái hiệu khống chế để dồn vào. Bên cạnh đó là cái vị tướng này chơi nó đơn giản, không cần não anh em ạ. Cho nên Mỡ nghĩ rằng là Hanabi được sử dụng nhiều và tỷ lệ thắng ở tầm trung đã giúp cho cô nàng này bứt phá từ cấp A đến A cộng. Nhiều bạn không tin đâu anh em ạ, cái con Hanabi này đáng lẽ ra phải xếp ngang hàng với cả Leslie với cả Moskov cơ, tức là hạng C anh em ạ. Thì trên đây là danh sách của 5 cái vị tướng mà Mỡ nghĩ rằng vừa mới có được một cái sự thay đổi cực kỳ là lớn ở trong cái website Expect Wingman, một cái trang web cực kỳ là uy tín cho phép chúng ta đánh giá những cái vị tướng được thay đổi dựa theo cái tầm ảnh hưởng và cái tỷ lệ sử dụng, cùng với đó là tỷ lệ thắng ở trong Mobile Legends. Và không biết rằng quan điểm của anh em như thế nào sau khi xem hết cái bảng xếp hạng tuần này, và đánh giá của anh em ra sao, vị tướng tủ của anh em ở thời điểm hiện tại đang là rank gì rồi? Hãy để lại comment ở bên dưới video clip này của Mỡ, vẫn đừng quên để cho Mỡ một like đăng ký kênh giúp kênh của Mỡ phát triển nha. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye.